Làn sóng Covid thứ tư tấn công Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2021. Việt Nam trong những ngày giãn cách này là những cảm xúc chúng ta sẽ mãi không bao giờ quên. Là những buổi sáng thức dậy hồi hộp trong những con số kỷ lục. Là những con đường thân quen vốn tấp nập nhưng nay bỗng yên ắng lạ thường. Hay những lần ta mỉm cười bình yên trước những tấm chân tình. Yêu thương là cùng nhau sẻ chia. Một lần nữa, Shopee không đứng ngoài cuộc, cùng chung tay với cộng đồng. Và hành trình cho đi được bắt đầu. Với nỗ lực hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp địa phương phòng chống dịch bệnh, Shopee đã đóng góp 1 triệu đô la Mỹ vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Vào tháng 4, Shopee đã triển khai chương trình Shopee Farm, dự án hỗ trợ tiêu thụ và phát triển nông sản Việt. Đồng thời giới thiệu đến người dùng nhiều mặt hàng nông sản có chất lượng trên nền tảng Shopee. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 7, thông qua chương trình Nghĩa tình mùa dịch do Shopee hợp tác cùng Sài Gòn Co-op và Báo Tuổi Trẻ phát động đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dùng. Chúng tôi đã cùng chung tay đem đến hơn 10.000 phần quà cho người lao động đang gặp khó khăn trên địa bàn thành phố, bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Và chợ Nghĩa Tình, một dự án hướng về cộng đồng mà Shopee đã hợp tác với Sở Công Thương và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao tặng 30 tấn rau và gần 9.000 phần đồ hộp đến người dân đang sinh sống trong khu vực bị phong tỏa, cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với mong muốn đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Shopee đã trao tặng 500 máy tạo khí oxy, 20.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 400.000 khẩu trang N95, 20.000 bộ van điều áp bình oxy cùng 5.000 bình oxy đến thành đoàn và 44 bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Shopee mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đồng lòng và san sẻ để vượt qua đại dịch bạn nhé. Và hành trình không chỉ dừng lại ở đó.